Em về được ít tượng nhá, các thầy, các chú, các anh có muốn thỉnh thì ebook Zalo cho em Vinh gốm nhá. Hàng thì các anh các chị yên tâm về giá cả đi. Bức 75 này chỉ có hơn 2 đồng thôi. Ở các shop ở Hà Nội giờ đại lý số 1 nhiều lắm, nhưng mà anh chị cứ yên tâm là cái giá này là giá tốt nhất rồi. Có vấn đề gì thì bảo em Vinh gốm nhá. Hàng thì vẫn cứ bao ship, bao lỗi bao vỡ cho anh chị nhé. Liên hệ Zalo 0905 02 8956 mọi người nhé. Số Zalo thì em có để ở bên góc trái màn hình full video luôn. Có về được mấy bức tượng mạch định này, các cụ các anh có muốn thỉnh thì liên hệ Zalo bên góc trái màn hình cho em nhé. Ngày xưa thì em không có bán hàng tàu mọi người ạ. Có mua qua của một ông anh gọi là tạm gọi là đại lý số 1 đi, nhưng mà ông ấy ví dụ ông mua 300 thì ông ấy bán cho em tầm 600, gấp đôi luôn anh cùng đấy. Thì nhưng mà cái đợt ý thì vẫn cứ nghĩ là nó rẻ, cái hàng 300 bán 600, bán thậm chí gấp đôi, nhưng mà mình vẫn cảm giác nó rẻ thì tất nhiên là mình lại phải mua như thế, thì các người mua của em thì lại bị thiệt một chút, thiệt mất mấy trăm đúng không, thì là em đóng thì em phải có tí lãi chứ. Chủ yếu là nhà bán số lượng rất là nhiều mọi người ạ, mỗi ngày một vài xe luôn, em chỉ là số lượng thì mình có lãi thôi đấy mọi người. Mặc cả thì mặc cả fix xuống còn ít ít thôi nha mọi người nhá, bởi vì em cũng còn phải thuê thợ với cả đóng, may là không mất tiền thuê nhà đấy mọi người ạ. Mất tiền thuê nhà nó thì ối rồi, không bán được cái giá ấy đâu. Thỉnh thoảng bớt được là bởi vì không mất tiền thuê nhà đấy, nhà luôn ở đấy luôn, thì là nhập luôn qua người Trung Quốc nhé, không qua trung gian gì cả. Cảm ơn mọi người đăng ký kênh cho em nhé.